Với tôi, hình ảnh của những người bán hàng rong với đôi quang gánh hoặc với một chiếc xe đạp thô sơ cùng với những điều giản dị khác đã làm lên một phần phong vị đô thị Việt Nam và đặc biệt là Hà Nội. Một gánh cốm làng vòng, những nải chuối trứng quốc thơ mộng, một gánh bún lá với đậu phụ, một thúng bánh khúc đội đầu, những chiếc mẹt đựng cơm nắm và muối vừng, những thúng khoai luộc, bánh tẻ, bánh nếp, những chiếc xe đạp chở phía sau những hoa chuối đỏ, những bông sen thoang thoảng hương thơm. Tất cả những gánh hàng rong đó trôi trên những phố phường Hà Nội từ bao đời nay cùng với tiếng giao, quả thực như một giấc mộng đẹp, thi thoảng dừng lại và lại trôi đi. Cái khoảng khắc dừng lại của những gánh hàng rong không phải để chúng ta chống lại cơn đói khát, mà để gieo vào tâm hồn ta những hạt giống của bình yên, của gần gũi, của sao động, của hồi tưởng, của thanh thản. Rất nhiều người đã dừng lại trên hè phố để mua một cái gì đó mà một người bán hàng rong gánh qua. Họ mua không phải chỉ để ăn, để dùng, mà để được đón nhận vào mình hương vị của khoảng khắc ấy và của sản vật ấy. Hà Nội được làm lên bởi 36 phố phường, bởi hồ Gươm huyền thoại, bởi hồ Tây lãng mạn, bởi hồng sông Hồng bi tráng, bởi một văn miếu cổ kính và tĩnh tụ, bởi một làng hoa Ngọc Hà thơ mộng, bởi những quán phở đêm, bởi những gánh hàng rong và những tiếng giao. Những cái đó đã làm nên phong vị Hà Nội, cũng như những gì tương tự như thế đã làm nên phong vị của nhiều đô thị Việt Nam. Tôi chắc thế, và nhiều người yêu Hà Nội như tôi cũng có những cảm nhận như vậy. Khi tôi còn rất bé ở ngõ Hai Bà Trưng, lúc bây giờ Hà Nội rất vắng người và xe cộ cũng rất ít. Đường phố nó vẫn còn gần như nó còn giữ nguyên cái vẻ êm đềm của một thành phố rất nhiều cây xanh và không có nhà cao tầng. Thế cách sinh hoạt nó chậm lại, nó yên ả, nó thanh bình. Đêm đêm mà nghe những cái tiếng rao của những người bán chí ma phù, bán chè đậu xanh hoặc là bánh trôi nước thì nghe nó rất ấm cúng. Hai nữa là vì tuổi thơ mà, cho nên là được ăn những món quà đó thì thích lắm. Những tình cảm về Hà Nội này, hoặc là đường phố, tất cả mọi thứ ở đây thì nó in sâu ở trong em. Đến mỗi khi mà em đi xa thì em cảm thấy rất là nhớ. Đôi khi cũng là những cái nhỏ thôi mà mình không hình dung được rằng là nó cụ thể là cái gì. Thì em cũng có xem nhiều tranh ảnh, có những ảnh mà những bà mà gánh hàng rong cũng được lên ảnh, lên tranh. Ngay cả người nước ngoài khi họ tới đây ạ, thì đấy cũng là những nét đặc trưng mà chỉ có Hà Nội hoặc là Việt Nam mới có thôi, mà không phải nơi nào cũng có. Nhiều khi những cái khoảng khắc mà đi xa thì mình thấy là đôi khi mình nhớ những cái tiếng giao như kiểu lùng gà, lùng vịt hay những hàng bánh mì buổi sáng giao bánh mì nóng ở đây chẳng hạn, thấy rất là gợi lại cho mình rất nhiều kỷ niệm. Thật sự như vậy thì em tức là nó cũng là một cái nét văn hóa của Hà Nội nhà mình. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyện riêng chuyện chung, được phát sóng vào 20:15 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VCTV1 của Ban biên tập truyền hình cáp Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh và ý kiến của người dân trong phóng sự vừa rồi đã phần nào cho chúng ta thấy hàng rong từ lâu đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày của người dân Hà Nội, và thậm chí được nhiều người coi đó là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Hà Thành. Tuy nhiên, người dân và những người bán hàng rong đã không khỏi lo lắng và băn khoăn trước một quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa được ban hành đầu năm nay. Văn bản mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình này đó chính là quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 9/1/2008. Để cùng tìm hiểu cụ thể hơn về văn bản này, chúng tôi đã mời đến trường quay các vị khách mời để cùng thảo luận và trò chuyện xung quanh chủ đề quản lý hàng rong, một bài toán trong quản lý đô thị. Và bây giờ tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị các vị khách mời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính kinh tế. Anh Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Công chính Hà Nội.
và nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên có lẽ tôi xin được hỏi ông Bùi Kiến Thành ạ. Thưa ông, hình ảnh những gánh hàng rong trên phố phường Hà Nội thì có gợi cho ông một cái cảm xúc gì hay không ạ? Xin trước hết là xin kính chào quý vị khán giả của đài. Riêng về tôi thì tôi xa Hà Nội. Năm lên 6 tuổi khi vừa biết yêu. Yêu bố, yêu mẹ, yêu phố Trần Tiền, nhiều đồ chơi, yêu gánh hàng rong, nhiều bánh kẹo. Thì suốt bao nhiêu năm tôi ở nước ngoài, khi cuộc đời đã xế chiều trở về Hà Nội, cái hình ảnh của các bạn bán hàng rong làm cho tôi xao xuyến vô cùng. Và khi trở lại bên nước Mỹ, những chiều nào buồn nhớ tới quê hương, thì tôi tự nhắc nhủ mình một câu như thế này. Quê hương đó, muôn ngàn trùng, xa cách, biết làm sao, thương nhớ mấy chỗ vừa, ta ngồi đấy, lặng lẽ ngắm những chiều mưa, tim thâm lạnh, nhớ gánh hàng rong trên hè phố. Đấy là cảm tưởng của tôi về những gánh hàng rong trên thành phố của Hà Nội. Vâng, có thể nói là những kỷ niệm cho đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong ông, những kỷ niệm rất là đẹp về phố phường Hà Nội với những gánh hàng rong. Dạ vâng, thế còn anh Nguyễn Hoàng Giáp và nhà báo Nguyễn Ngọc Năm thì cũng là những người đã từng sống và làm việc lâu năm ở Hà Nội. Vậy thì những cái gánh hàng rong có gợi lại cho hai anh cái cảm xúc đặc biệt gì không? Theo tôi thì hàng rong cũng là một cái nét đặc sắc, đặc trưng trong cái đời sống văn hóa tinh thần của người Hà Nội xưa. Và cho đến ngày nay thì Hà Nội chúng ta đã phát triển trở thành một cái đô thị lớn. Thì những cái gánh hàng rong vẫn là những cái hình ảnh rất là quen thuộc và nó cũng rất thuận tiện cho người dân trong cái quá trình sinh hoạt. Ở góc độ của báo chí, tôi đã từng đặt ra câu hỏi vì sao họ lại đi bán hàng rong? Nếu như mà có một công việc gì đó ổn định thì có lẽ họ không bán hàng rong. Cái ấn tượng của tôi là như vậy. Còn tôi cũng có một cái suy nghĩ không được như ông Bùi Kiến Thành ở đây. Đó là những cái gì thân thương mà cái hình ảnh đã in đậm từ bé. Đấy là những chia sẻ của ba vị khách mời về những cái cảm nghĩ của những gánh hàng rong trên phố phường Hà Nội. Thưa ông Bùi Kiến Thành, vậy thì hàng ngày gia đình của ông có bao giờ mua đồ từ những gánh hàng rong đó không ạ? Ở trong gia đình tôi hiện nay tôi ở Hà Nội có một mình các cháu đi chợ. Thì luôn luôn là các cháu rất là quan tâm tới vấn đề các gánh hàng rong. Tôi ở gần Đặng Dung cho nên ở chợ xung quanh đấy thì cũng nhường phố rất là nhiều gánh hàng rong. Và tôi cũng thường ghé qua các gánh hàng rong để trò chuyện cùng các bạn. Và cũng học từ các bạn những cái vấn đề văn hóa xã hội của ta từ thành thị đến thôn quê. Ngoài những cái ưu điểm, những cái gần gũi và thân thương của những gánh hàng rong đối với ông, thì ông thấy ở hàng rong có những cái mặt bất cập nào ạ? Tìm cái tiêu cực là cái chỗ là các bạn ấy có thể là chiếm hè phố, rồi làm cản trở giao thông, hay là có thể là khi bán thì là vứt những các rau, các cải ra ngoài đường. Tất cả đấy là một cái phần khía cạnh của cái vấn đề. Nhưng mà nói chung ra nó về cái vấn đề mà vệ sinh hè phố thì có những vấn đề khác. Hà Nội ta vẫn còn có cái tập quán là ở trong nhà vứt rác ra ngoài lề đường. Hay là chiều chiều thì đem những cái gói rác ra vứt đấy. Hay là cả ban ngày cũng vậy. Thì những cái đấy nó làm cho mất cảnh quan của thành phố nhiều hơn cái vấn đề các bạn hàng rong rất nhiều. Thế còn nhà báo Nguyễn Ngọc Năm thì sao ạ? Dưới nhãn quan của một nhà báo đã từng nhiều năm theo dõi cái mảng văn hóa xã hội. Vậy thì theo anh, những gánh hàng rong đã đem lại những cái bất cập gì trong xã hội chúng ta hiện nay? Tôi chỉ một ví dụ nhỏ, đó là đi trên đường, đang đi trên đường, có một cái xe đẩy quần áo rất thùng thình trước mặt. Có lẽ tôi và tất cả